Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Nhà đẹp mắt hôm. Trong số mới nhất ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng công trình vô cùng tâm huyết của đội ngũ kiến trúc sư mắt hôm, đó chính là ngôi nhà của gia đình anh cũ tại Đồng Nai. Những mẫu nhà mới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại hai kênh YouTube mắt hôm và Nhà đẹp mắt hôm. Với đa dạng mẫu mã cùng với mức độ đầu tư tài chính, quý vị có thể xem tham khảo cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Để xem thêm những thông tin về công ty thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọng nói .com cũng như là trang fanpage công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắt Hôm. Đây đều là những nơi mà chúng tôi thường xuyên cập nhật những chương trình ưu đãi hot trong năm. Mắt Hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôm luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôm, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Quay trở lại với ngôi nhà của gia đình anh cũ, thì quý vị có thể thấy được sự sang trọng của công trình này thể hiện qua nét kiến trúc tân cổ điển, mái sảnh dạng vòm và những đường nét vào chỉ nhấn nhá tinh xảo. Hệ vòm được chống đỡ bởi thức cột tròn, mang đến vẻ đẹp lãng mạn, uyển chuyển nhưng cũng vô cùng vững chắc. Những chi tiết vào chỉ xuất hiện ở các mặt của công trình giúp ngôi nhà trở nên hoàn hảo ở mọi góc độ. Với công trình này, các kiến trúc sư của Mắt Hôm đã tư vấn cho gia chủ sử dụng gam màu trắng. Ở công trình hiện đại thì chúng ta có thể sử dụng gần như là bất kỳ màu sắc nào trong ngôi nhà của mình, bởi điểm đặc biệt của những công trình hiện đại đó chính là tập trung kết hợp giữa ánh sáng và màu sắc. Tuy nhiên thì ở những công trình tân cổ điển, các chi tiết như là phù điêu, phào chỉ đã xuất hiện rất là nhiều. Màu sắc được lựa chọn thì nên là những màu sắc trung tính, nhã nhặn như là màu trắng để tránh tình trạng cầu kỳ và rối mắt. Về phần mái nhà thì công trình này sử dụng hệ mái thái với phần đỉnh mái nhọn phát hình chữ A. Mái thái có tác dụng chống thấm nước, hạn chế tiếng ồn khi trời mưa, phù hợp với điều kiện khí hậu ở nước ta. Bên cạnh đó, thì những ngôi nhà sở hữu hệ mái thái bao giờ cũng sẽ toát lên vẻ đẹp thanh thoát và sang trọng. Hệ thống cửa của công trình từ cửa chính, cửa đi và cửa sổ đều sử dụng chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính an toàn. Với cửa của ngôi nhà này, chúng ta có thể sử dụng gỗ hoặc là nhôm hệ. Nếu gỗ mang đến vẻ đẹp sang trọng, thì sự góp mặt của nhôm hệ kết hợp với kính lại mang đến nét đẹp thanh lịch, tạo nên độ thông thoáng nhất định. Ở công trình này, lan can ban công sử dụng sắt mỹ thuật và con tiện bê tông. Với lợi thế về giá trị thẩm mỹ cao, hai loại ban công này trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những công trình như là biệt thự, lâu đài. Tại vị trí chân công trình thì chúng tôi cũng đã ốp gạch để tạo điểm nhấn và bảo vệ công trình tránh khỏi các tác động của thời tiết như là nắng, mưa và tránh khỏi sự tấn công của côn trùng. Để giúp ngôi nhà trở nên mềm mại và nhiều màu sắc hơn thì chúng tôi đã thiết kế những bồn hoa ôm lấy chân tường. Đây sẽ là nơi cả gia đình sáng tạo theo sở thích của mình. Di chuyển mắt ra xa hơn thì chúng ta thấy được cổng và tường rào của ngôi nhà. Cánh cổng được làm từ sắt mỹ thuật, mái cổng thì được tạo hình dốc và lợp ngói đồng màu sắc với mái nhà. Tường rào thì được làm từ bê tông kết hợp với sắt mỹ thuật, chú trọng tạo hình độc đáo, đáp ứng cả về tính thẩm mỹ và sự chắc chắn. Công trình này có kích thước xây dựng là 11,8 x 19,2m. Diện tích sử dụng của công trình rơi vào khoảng 323m², một diện tích rất là lớn. Còn đây chính là mặt bằng bát trạch chúng tôi đã áp dụng vào thiết kế để tính toán hướng nhà, cách bố trí các khu vực chức năng, đảm bảo một ngôi nhà đạt chuẩn phong thủy, mang đến may mắn, tài lộc cho cả gia đình. Về công năng thì tầng 1 của ngôi nhà gồm có phòng khách, phòng bếp kết hợp với phòng ăn, một phòng ngủ master, một phòng ngủ thường, một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung. Tầng 2 thì gồm có phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, một phòng ngủ master, hai phòng ngủ thường, một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua từng khu vực chức năng của ngôi nhà này. Phòng khách thì có diện tích là 33,5m². Phòng khách có vai trò quan trọng đối với mỗi gia đình vì nó chính là nơi đón nhận những luồng khí tích cực và phân bổ cho những khu vực chức năng khác trong ngôi nhà. Nên các đồ dùng, vật dụng ở khu vực này cũng cần được sắp xếp một cách phù hợp. Chúng ta nên tránh đặt bệ cá phía sau sofa để tránh gây ra cảm giác bất ổn, và sofa thì nên đặt sát vào tường.
hạn chế giờ ra khoảng trống để không gây nên cảm giác bất an. Tiến vào khu vực bên trong chính là phòng bếp kết hợp với phòng ăn, có diện tích 42m², một diện tích rất là rộng rãi. Bếp ăn có vai trò giữ lửa và hạnh phúc gia đình, nên căn phòng này cần được chú trọng trong thiết kế. Phòng bếp ăn cần đảm bảo độ thông thoáng và tiện nghi. Về cơ bản thì mỗi khu vực bếp sẽ gồm có một bộ bàn ghế ăn, một hệ tủ bếp và một tủ lạnh. Gia vị, son nồi và các thiết bị bếp sẽ được bố trí tại tủ bếp, đem đến sự gọn gàng và tiện lợi. Chuyển sang khu vực sinh hoạt riêng, phòng ngủ master số 1 có diện tích không gian ngủ nghỉ là 24m². Bên trong phòng ngủ này thì còn có một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, đem đến sự tiện nghi cao cho chủ nhân của căn phòng. Phòng ngủ số 2 thì là một phòng ngủ thường, có diện tích 18,3m². Căn phòng này được thiết kế hai ô cửa sổ về hai bên giường ngủ, đem đến sự thông thoáng nhưng không gây ra cảm giác khó chịu. Khu vực cuối cùng của tầng này là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, được thiết kế về cuối nhà. Để di chuyển lên khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ đi qua cầu thang bộ. Cầu thang của ngôi nhà này có 25 bậc. Khi thiết kế cầu thang thì tùy vào sở thích của từng gia chủ, chúng ta có thể tận dụng gầm cầu thang để thiết kế tủ rượu, tủ để đồ, nhà của thú cưng v.v. để nhằm tối ưu hóa công năng và tăng thêm tính thẩm mỹ cho hạng mục cầu thang của ngôi nhà. Một số vấn đề liên quan đến cầu thang mà quý vị cần lưu ý đó chính là chúng ta không nên để ba bậc cuối cùng của cầu thang hướng thẳng ra vị trí cửa chính. Điều này sẽ khiến cho gia chủ dễ bị hao tán tiền tài. Thứ hai là bậc của cầu thang thì nên tuân thủ theo công thức 4N+1 theo quan điểm sinh, lão, bệnh, tử, sao cho bậc cuối cùng của cầu thang nên rơi vào cung sinh và tránh rơi vào các cung còn lại. Số bậc của cầu thang đẹp nhất thường là 21 hoặc là 25 bậc. Thứ ba đó chính là kích thước của mỗi vế thang thì không nên quá bé vì điều này sẽ dễ sinh ra cảm giác cột ngạt, gây khó khăn cho quá trình di chuyển và khuân vác đồ đạc. Tiến lên khu vực tầng 2, không gian đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ chính là khu vực phòng thờ, có diện tích 18m². Khu vực phòng thờ được thiết kế khá là thông thoáng vì sở hữu hai cửa đi dẫn ra hai ban công ở phía trước và bên hông của ngôi nhà. Với thiết kế này thì chúng ta sẽ không lo việc phòng thờ bị ám mùi khi hương khói. Di chuyển vào bên trong chính là phòng sinh hoạt chung. Căn phòng này có diện tích 24m². Trong thiết kế của Mark Home thì phòng sinh hoạt chung bao giờ cũng sẽ được đặt ở nơi có thể lấy được nhiều ánh sáng tự nhiên và thông thoáng. Về đồ dùng vật dụng thì căn phòng này sẽ được bố trí một bộ sofa và một chiếc TV, đáp ứng tối đa nhu cầu vui chơi, thư giãn của các thành viên trong gia đình. Tầng này có 3 phòng ngủ, một phòng ngủ master và 2 phòng ngủ thường. Phòng ngủ số 3 có diện tích khoảng 18m², phòng ngủ số 4 có diện tích 18,3m², riêng phòng ngủ master số 5 có diện tích 24m². Bên trong phòng ngủ này thì được thiết kế một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín. Việc sở hữu diện tích rộng rãi thì sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng trong việc bố trí các đồ dùng, vật dụng, mang đến không gian ngủ kỹ lý tưởng nhất. Khu vực cuối cùng của tầng này là một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, được thiết kế đồng trục với nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung ở tầng 1. Thiết kế này mang đến sự tiện lợi khi chúng ta bố trí hợp kỹ thuật. Ngôi nhà có chiều cao từ cột 00 đến đỉnh mái là 13,1m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 4,2m, chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,9m và chiều cao mái là 5m. Đây đều là những con số đẹp đã được các kiến trúc sư của Mark Home tính toán cẩn thận để đảm bảo về phong thủy cũng như là tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua mặt cắt AA của ngôi nhà. Qua đây thì chúng ta có thể thấy được là những cấu kiện quan trọng cùng với những vị trí đổ bê tông cốt thép. Bên cạnh đó thì quý vị có thể thấy được là ở vị trí ban công cũng như là nhà vệ sinh thì chúng tôi đã hạ cốt sàn. Ban công là nơi dễ bị nước mưa hắt vào, còn nhà vệ sinh là nơi chúng ta thường xuyên sử dụng nước. Thiết kế này giúp tránh được việc nước từ ban công và nhà vệ sinh tràn ra các khu vực chức năng xung quanh, tránh mang đến sự bất tiện cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời thì cũng thông qua mặt cắt AA này, chúng tôi xin chia sẻ về phương pháp thi công phần mái. Với ngôi nhà này, chúng tôi đã đổ sàn phẳng bê tông cốt thép ở cốt áp mái và đổ dìm mái, sau đó xây tường thu hồi, gác vị kèo tạo đường dốc, hình thức mái rồi lợp ngói. Phương pháp thi công này mang đến nhiều ưu điểm, trong đó có thể kể đến như là biện pháp thi công an toàn, ngăn ngừa được kẻ trộm đột nhập từ trên cao theo đường từ trên mái xuống. Chúng ta không cần phải làm trần giả. Hơn nữa thì phương pháp thi công này còn chống nóng tốt, kết cấu hai lớp riêng biệt có khả năng chống ồn tốt. Tuy nhiên thì với phương pháp này, thời gian thi công sẽ lâu và chi phí sẽ cao hơn so với phương pháp không đổ sàn bê tông cốt thép mà chỉ gác vị kèo rồi lợp cói lên trên. Sau đây, Ánh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán.
Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bản giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Markham cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng vô chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Cửu tại Đồng Nai, một mẫu nhà tân cổ phù hợp với những ai yêu thích công trình lãng mạn hoài cổ. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích công trình này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Thời điểm hiện tại thì Markham cũng đang triển khai những chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn trong năm. Khi ký hợp đồng thi công trọn gói thì quý vị sẽ được miễn phí 100% chi phí thiết kế, có cơ hội nhận được một chiếc xe SH125i phiên bản năm 2021. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như là hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí, chiết khấu từ 3 đến 8% giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất cùng hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.